không bất diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú chúng con thành kính lãnh lễ, tri ân thường tọa minh hạnh đà từ bi, đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ, cảm ơn Lan. Kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trung mục kinh Majjhima Nikaya, dịch giả hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng. 8 kinh đoạn giảm Sanh Lê Khá Sutta, từ câu 31 đến câu 39 sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Dạ, cho con xin phép coi nhà thầy siêu vào đạo tràng chưa. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ ngài thầy siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Trung Bộ, kinh số 8, Sa Lê Khá Sutta, kinh đoạn giảm. Chữ Sa Lê Khá ở đây là một danh từ không phải dễ nghĩa. Người Ấn Độ xưa, ở trong Ấn Độ, cái ngôn ngữ cũng thường dùng cái từ Salika để chỉ cho pháp tu khổ hạnh. Trong Phật học dịch thoát là có thể dịch là pháp tu hành để đoạn giảm phiền não. Ở đây khi một vị tỳ kheo và tu đắc chứng thiền định nghĩ rằng ta sống với hạnh đoạn giảm, nhưng Đức Phật này nói rằng các quả chứng ấy không phải là đoạn giảm trong giới luật của bậc thánh. Chứng được thiền sát giới chỉ là hiện tại lạc trú Sukha Vihara. Thiền vô sát giới chỉ là tịnh trú Santa Vihara.
Ở đây nói đến sự đoạn giảm, tức là cái sự đoạn giảm pháp bất thiện, dứt khoát từ bỏ pháp bất thiện. Và trong bài kinh này Đức Phật này liệt kê 46 cái pháp bất thiện, và có 5 cách để đoạn giảm bất thiện pháp. Chúng ta sẽ được nghe nghĩa của bài kinh này qua sự trình bày giải thích của Thượng tọa Pháp Đăng giảng sư trong ngày hôm nay. Và rất quan hỷ giờ này đã có mặt Thượng tọa Pháp Đăng. Nhưng trước hết xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn của bài học, rồi sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng. Nam mô Phật Thầy. Sa thú, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Phong Lan Hoàng Việt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin phép được đọc chánh kinh. Hôm nay, thứ Tư ngày 24 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya 8, Kinh Đoạn Giảm, Sanlekha Sutta, phân đoạn 31, 031 đến 039, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn, chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng. Kinh Đoạn Giảm Sanlekha Sutta. Tên kinh được gọi là Kinh Đoạn Giảm vì Đức Phật về sự dạy về sự khác biệt giữa Sanlekha do Ngài giảng dạy so sánh với quan niệm của ngoại giáo. Từ Sanlekha là một cách từ khó chuyển ngữ. Người Ấn Độ xưa cũng như nay thường dùng từ Sanlekha để chỉ cho pháp tu khổ hạnh hoặc thiền định. Trong y khoa, giống như chữ trị liệu, therapy, học dịch, thoát có thể là pháp tu hành để đoạn giảm phiền não. Tại chùa Kỳ Viên, Sawatthi, tôn giả Mahachunda đến bạch với Đức Phật về cạm bẫy chấp thủ đối với bản ngã và vũ trụ. Tôn giả muốn hỏi rằng vị tỳ kheo với tác ý ban đầu có thể đoạn trừ sở kiến ấy chăng? Câu trả lời của Đức Phật tương đối dài. Ngài dạy rằng nếu ở bất cứ trường hợp nào, dù tiềm ẩn hay hiện hành, vị tỳ kheo tâm niệm cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, thời có thể đoạn trừ sở kiến ấy. Đức Phật cũng dạy thêm là sự chứng đắc tám thiền, chứng không hẳn là đoạn tận những phiền não. Sau đó, Ngài dạy về pháp đoạn giảm phiền não theo Phật Pháp. 031. Những chấp thủ không phải được đoạn tận cuối hành trình tu tập mà phải buông bỏ trong từng giai đoạn. Tôn giả Mahachunda là một trong những đại đệ tử của Đức Phật. Ngài là em ruột của tôn giả Sariputta. Có lúc Ngài cũng làm thị giả ngắn hạn của Đức Phật, là một vị có trình độ cao về thiền chứng và thần thông. Sau khi tôn giả Sariputta viên tịch tại sân quán của mình, chính tôn giả Mahachunda là người mang xá lợi, y, bát và đồ lọc nước của bậc thượng thủ Thinh Văn về chùa Kỳ Viên trình lên Đức Phật. Trong bài kinh này, tôn giả Chunda đã bạch hỏi Đức Phật ở giai đoạn nào chấp thủ được từ bỏ. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sawatthi xá vệ tại Chetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika cách câu đọc. Lúc bấy giờ, tôn giả Mahachunda
Vào buổi chiều, từ chỗ độc cư thiền tịnh Đức Mẹ đến tại chỗ Thế Tôn, hành lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahāca bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có những loại sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận. Bạch Thế Tôn, đối với một tỳ kheo có tác ý ngay từ ban đầu, thời có thể đoạn trừ những sở kiến ấy hay không? Có thể xả ly những sở kiến ấy hay không? Này Chuyên Đá, những loại sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận. Chỗ nào những sở kiến này tiềm ẩn và chỗ nào những sở kiến này hiện hành? Chỉ có cách như thật quan sát chúng với trí tuệ rằng: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Có vậy, thời có sự đoạn trừ những sở kiến ấy, có sự xả ly những sở kiến ấy. Không 32. Những thiền chứng cần được tu tập để thành tựu, nhưng để đi tới thì cũng đồng nghĩa là phải bỏ lại 4 thiền sắc giới. Sơ thiền sắc giới, ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ. Nhị thiền sắc giới, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tam thiền sắc giới, ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Tứ thiền sắc giới, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Đối với sở chứng, mỗi tầng thiền sắc giới thì đây là cạm bẫy. Vị ấy có thể nghĩ, ta sống với hạnh đoạn giảm. Này Chuyên Đá, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới lực của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú, tích tháp thăm má, sư khát vi ha ra, trong giới lực của Bậc Thánh. Bốn thiền vô sắc giới. Không vô biên xứ thuộc quyền, thuộc thiền vô xứ. Không vô biên xứ thuộc quyền, thiền vô sắc, vượt lên mọi tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỳ kheo nghĩ rằng, hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, thức vô biên xứ thuộc về thiền vô sắc. Vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vô sở hữu thứ thuộc thiền vô sắc, vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Phi tưởng, phi tưởng xứ thuộc vô sắc, vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng xứ. Đối với sở chứng mỗi tầng thiền vô sắc giới thì đây là cạm bẫy. Vị ấy có thể nghĩ, ta sống với hạnh đoạn giảm. Này Chuyên Đá, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới lực của Bậc Thánh. Chúng gọi là tịch tịnh trú, Santa Ete Vihara, trong giới lực của Bậc Thánh. Đây là vấn đề cần nói rõ. A. Thiền chứng, cha nát, sắc giới và vô sắc giới đối với căn nguyên phiền não được như đá đè cỏ, không diệt được tận gốc, chỉ có tuệ giác của bốn đạo mới đoạn tận kiết sử. B. Thiền chứng, Samatha, trong Phật Pháp được dạy đi chung với thiền quán Vipassana. Kinh Đoạn Giảm nêu rõ điểm này. C. Đức Phật không phủ nhận giá trị của các thiền chứng, nhưng nhấn mạnh đó không phải là cứu cánh. Người học Phật phải rất thận trọng. Này Chuyên Đá, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ,
Vị ấy có thể nghĩ, ta sống với hành đoạn giảm, hay tính ác, các quả chứng, ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này chúng đáp, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo diệt tầm và tứ chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy có thể nghĩ, ta sống với hành đoạn giảm. Này chúng đáp, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này chúng đã, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cả sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Vị ấy có thể nghĩ, ta sống với hạnh đoạn giảm. Này chúng đã, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của bậc thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc thánh. Này chuyên đá, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền tứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy có thể nghĩ, ta sống với hành đoạn giảm. Này chuyên đá, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này chúng đã, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Vì ấy có thể tự nghĩ, ta sống với hành đoạn giảm. Này chúng đã, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này chúng đã, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Vị ấy có thể nghĩ, ta sống với hành đoạn giảm. Này chúng đã, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này chúng đã, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Vị ấy có thể nghĩ, ta sống với hành đoạn giảm. Này chúng đã, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này chúng đã, sự kiện này xảy ra khi một tỳ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tượng phi phi tượng xứ. Vị ấy có thể nghĩ, ta sống với hành đoạn giảm. Này chúng đã, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của Bậc Thánh. Thông 33. Trong cuộc sống hàng ngày này có thái độ dứt khoát từ bỏ đối với các pháp bất thiện. Bài kinh này có bản lược kê lớn và tương đối đặc biệt, có với gồm 44 pháp. 1. Tác hại. 2. Sát sinh. 3. Lấy của không cho. 4. Tà hạnh. 5. Nói dối. 6. Hai lưỡi. 7. Nói độc ác. 8. Nói phù phiếm. 9. Tham. 10. Sân. 11. Tà kiến. 12. Tà tư duy. 13. Tà ngữ. 14. Tà nghiệp. 15. Tà mạng. 16. Tà tinh tiến. 17. Tà niệm. 18. Tà định. 19. Tà trí. 20. Tà giải thoát. 21. Hôn trầm. 22. Trạo hối. 23. Nghi hoặc. 24. Phẫn nộ.
25 oán hận, 26 hư mị, 27 não hại, 28 tật đố, 29 sang tham, 30 mang trá, 31 khi cuốn, 32 ngoan cố, 33 manh động, 34 mạng, 35 quá mạng, 36 can ngạnh, 37 ác hữu, 38 phóng dật, 39 bất kính, 40 vô tàng, 41 vô ý, 42 đốt dấu ác, 43 biến nhát, 44 thất niệm, 45 liệt đoệ, 46 nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, khó hành xả. Phần lớn những pháp bất thiện này trong thập ác, thập tà, năm triền cái, 16 tùy phiền não, bảy pháp hạ liệt, có năm cách để đoạn giảm bất thiện pháp. A. Biết định tánh về thiện. Sanh lê kha bát đi già vô. B. Phát bồ đề tâm. Chích tức ba đát ba đi già vô. C. Thực hành pháp đối lập. Parikhama Nabhadiya Yo. D. Hướng thượng Ubarifaga Parikhama Yo. E. Tự giác mới có thể giác tha. Parinibbana Parikhama Yo. Thông 34. Quyết định tánh về thiện. Sanlekhabhadiya Yo. Là sự khẳng định không chấp nhận bất thiện pháp. Này kinh đá, ở đây đoạn giảm được các người thực hiện khi các người nghĩ: một, những kẻ khác có thể là những người làm hại, chúng ta ở đây không thể là những người làm hại. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Hai, những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Ba, những kẻ khác có thể lấy của không cho, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ lấy của không cho. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 4. Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, chúng ta ở đây sẽ sống phạm hạnh. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 5. Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở đây từ bỏ nói láo. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 6. Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 7. Những kẻ khác có thể nói lời độc ác, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời độc ác. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 8. Những kẻ khác có thể nói lời phù phiếm, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù phiếm. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 9. Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta ở đây không tham dục. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 10. Những kẻ khác có thể có sân tâm, chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 11. Những kẻ khác có thể có tà kiến, chúng ta ở đây sẽ có chánh kiến. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 12. Những kẻ khác có thể có tà tư duy, chúng ta ở đây sẽ có chánh tư duy. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 13. Những kẻ khác có thể có tà ngữ, chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 14. Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, chúng ta ở đây sẽ có chánh nghiệp. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 15. Những kẻ khác có thể có tà mạng, chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. Mười sáu, những kẻ khác có thể có tà tinh tấn, chúng ta ở đây sẽ có chánh tinh tấn. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 17. Những kẻ khác có thể có tà niệm, chúng ta ở đây có chánh niệm. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 18. Những kẻ khác có thể có tà định, chúng ta ở đây sẽ có chánh định. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 19. Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng ta ở đây sẽ có chánh trí. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 20. Những kẻ khác có thể tà giải thoát,
chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 21. Những kẻ khác có thể bị hung trầm thủy miên chi phối. Chúng ta ở đây sẽ không có hung trầm thủy miên chi phối. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 22. Những kẻ khác có thể trạo hối. Chúng ta ở đây sẽ không có trạo hối. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 23. Những kẻ khác có thể nghi hoặc. Chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghi hoặc. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 24. Những kẻ khác có thể phẫn nộ. Chúng ta ở đây sẽ không có phẫn nộ. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 25. Những kẻ khác có thể oán hận. Chúng ta ở đây sẽ không có oán hận. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 26. Những kẻ khác có thể hư ngụy. Chúng ta ở đây sẽ không hư ngụy. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 27. Những kẻ khác có thể não hại. Chúng ta ở đây sẽ không não hại. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 28. Những kẻ khác có thể tật đố. Chúng ta ở đây sẽ không tật đố. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 29. Những kẻ khác có thể sân tham. Chúng ta ở đây sẽ không có sân tham. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 30. Những kẻ khác có thể mang trá. Chúng ta ở đây sẽ không có mang trá. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 31. Những kẻ khác có thể khi cứu. Chúng ta ở đây sẽ không khi cứu. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 32. Những kẻ khác có thể ngoan cố. Chúng ta ở đây không thể ngoan cố. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 33. Những kẻ khác có thể cấp tháo. Chúng ta ở đây không thể cấp tháo. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 34. Những kẻ khác có thể nói năng thuyết. Chúng ta ở đây sẽ dễ nói. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 35. Những kẻ khác có thể ác hữu. Chúng ta ở đây là thiện hữu. Chúng ta ở đây sẽ là thiện hữu. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 36. Những kẻ khác có thể phóng dật. Chúng ta ở đây sẽ không. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 37. Những kẻ khác có thể bất tín. Chúng ta ở đây sẽ có tín tâm. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 38. Những kẻ khác có thể không xấu hổ. Chúng ta ở đây sẽ có xấu hổ. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 39. Những kẻ khác có thể không sợ hãi. Chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 40. Những kẻ khác có thể nghe ít. Chúng ta ở đây sẽ nghe nhiều. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 41. Những kẻ khác có thể biến nhát. Chúng ta ở đây sẽ siêng năng. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 42. Những kẻ khác có thể thất niệm. Chúng ta ở đây sẽ an trú niệm. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 43. Những kẻ khác có thể liệt kê. Chúng ta ở đây thành tựu. Dạ, con sai, con xin đọc lại. Những kẻ khác có thể liệt tuệ. Chúng ta ở đây thành tựu tuệ. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 44. Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp, tư kiến, tánh khó, hành xả. Chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. 035. Phát Bồ Đề Tâm. Chích trích Ba Đá Bariya Vô. Là sự phát tâm dũng mãnh theo con đường thiện. Này Chúng Đá, ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi ích cho các thiện pháp. Còn nói gì thân nghiệp, khẩu nghiệp phù hợp với tâm ý. Do vậy, này Chúng Đá, một, những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta ở đây sẽ không làm hại, cần phải khởi tâm như vậy. Hai, những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh, cần phải khởi tâm như vậy, như trên. Những kẻ khác có thể lấy của không cho, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ lấy của không cho, cần phải khởi tâm lên, cần phải khởi tâm như vậy, như trên. 4. Đến 43.
Những kẻ khác như trên 44, những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp, tư kiến, tánh khó hành xả. Chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp, tư kiến, tánh dễ hành xả, cần phải phát tâm như vậy. Không 36. Thực hành pháp đối lập Parikkhama na pari Parikkhama na pariya yo là sự thực hành những pháp ngược lại với bất thiện pháp. Này chúng đã giống như một con đường không bằng phẳng, có một con đường bằng phẳng khác đối với đối trị. Này chúng đã giống như một bến nước không bằng phẳng, có một bến nước bằng phẳng khác đối trị. Cũng vậy, này chúng đã một, đối với con người làm hại có sự không làm hại đối trị. Hai, đối với con người sát sanh có từ bỏ sát sanh đối trị. Ba, đối với con người lấy của không cho có từ bỏ lấy của không cho đối trị. 4 đến 43, đối với con người không phạm hạnh sống phạm hạnh, vân vân. Đối với con người nói láo từ bỏ nói láo, vân vân. Đối với con người nói hai lưỡi từ bỏ nói hai lưỡi, vân vân. Đối với con người ác khẩu từ bỏ nói ác khẩu, vân vân. Đối với con người phù phiếm từ bỏ nói phù phiếm, vân vân. Đối với con người có tham dục không tham dục, vân vân. Đối với con người có sân tâm không có sân tâm, vân vân. Đối với con người có tà kiến chánh kiến, vân vân. Đối với con người có tà tư duy chánh tư duy, vân vân. Đối với con người có tà ngữ chánh ngữ, vân vân. Đối với con người có tà nghiệp chánh nghiệp, vân vân. Đối với con người có tà mạng chánh mạng, vân vân. Đối với con người có tà tinh tấn chánh tinh tấn, vân vân. Đối với con người có tà niệm chánh niệm, vân vân. Đối với con người có tà định chánh định, vân vân. Đối với con người có tà trí chánh trí, vân vân. Đối với con người có tà giải thoát chánh giải thoát, vân vân. Đối với con người bị hôn trầm thủy miên chi phối, không bị hôn trầm thủy miên chi phối, vân vân. Đối với con người trạo hối, không trạo hối, vân vân. Đối với con người nghi hoặc, không nghi hoặc, vân vân. Đối với con người phẫn nộ, không phẫn nộ, vân vân. Đối với con người oán hận, không oán hận, vân vân. Đối với con người hư nguyện, không hư nguyện, vân vân. Đối với con người não hại, không não hại, vân vân. Đối với con người tật đố, không tật đố, vân vân. Đối với con người sân tham, không sân tham, vân vân. Đối với con người mang trá, không mang trá, vân vân. Đối với con người khi cứu, không khi cứu, vân vân. Đối với con người ngoan cố, không ngoan cố, vân vân. Đối với con người cấp tháo, không cấp tháo, vân vân. Đối với con người khó nói, dễ nói, vân vân. Đối với con người ác hữu, thiện hữu, vân vân. Đối với con người phóng dật, không phóng dật, vân vân. Đối với con người bất tín, tín tâm, vân vân. Đối với con người không xấu hổ, có xấu hổ, vân vân. Đối với con người không sợ hãi, có sợ hãi, vân vân. Đối với con người nghe ít, nghe nhiều, vân vân. Đối với con người biến nhát, siêng năng, vân vân. Đối với con người thất niệm, an trú niệm, vân vân. Đối với con người liệt tuệ, thành tựu trí tuệ, vân vân. 44. Đối với con người nhiễm thế tục, cố chấp, tư kiến, tánh khó hành xả, có không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, đối trị. 37. Hướng thượng Uparibhaga Pariyayo là sống với chí hướng cao cả. Này chúng đã, ví như các bất thiện pháp tất cả đều hướng hạ, còn thiện pháp tất cả đều hướng thượng. Cũng vậy, này chúng đã, một, đối với con người làm hại có sự không làm hại đối trị. Hai, đối với con người sát sanh có từ bỏ sát sanh đối trị. Ba, đối với con người lấy của không cho có từ bỏ lấy của không cho đối trị. Câu 4 đến 43, con người vân vân như trên. 44, con người không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, hướng thượng. Đối với người nhiễm thế tục
cố chấp, tư kiến, tánh khó hành xả. Không 38, tự giác mới có thể giác tha. Parinibbana Parijayo là ý thức rõ ràng, nếu muốn tới độ chúng sanh khác thì tự mình phải giải thoát trước. Này chúng đã có người tự mình bị rơi vào bùn lầy có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy. Sự tình ấy không thể xảy ra. Này chúng đã có người tự mình không rơi vào bùn lầy có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy. Sự tình ấy có thể xảy ra. Này chúng đã có người tự mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát. Tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác. Sự tình ấy không xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát. Tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác. Sự tình ấy xảy ra cũng vậy. Này chúng đã, một, đối với con người làm hại, có sự không làm hại đối trị. Hai, đối với con người sắp sanh, có từ bỏ sắp sanh đối trị. Ba, đối với con người lấy của không cho, có từ bỏ lấy của không cho đối trị. Câu số 4 đến câu 43. Đối với con người không phạm hạnh, sống phạm hạnh, vân vân. Đối với con người nói láo, từ bỏ nói láo, vân vân. Đối với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, vân vân. Đối với con người ác khẩu, từ bỏ nói ác khẩu, vân vân. Đối với con người nói phù phiếm, từ bỏ nói phù phiếm, vân vân. Đối với con người có tham dục, không tham dục, vân vân. Đối với con người có sân tâm, không sân tâm, vân vân. Đối với con người có tà kiến, chánh kiến, vân vân. Đối với con người có tà tư duy, chánh tư duy, chánh tư duy, vân vân. Đối với con người có tà ngữ, chánh ngữ, vân vân. Đối với con người tà nghiệp, chánh nghiệp, vân vân. Đối với con người có tà mạng, chánh mạng, vân vân. Đối với con người có tà tinh tấn, chánh tinh tấn, vân vân. Đối với con người có tà niệm, chánh niệm, vân vân. Đối với con người có tà định, chánh định, vân vân. Đối với con người có tà trí, chánh trí, vân vân. Đối với con người có tà giải thoát, chánh giải thoát, vân vân. Đối với con người bị hôn trầm thì miên chi phối, không bị hôn trầm thì miên chi rối, vân vân. Đối với con người trạo cử, không trạo cử, vân vân. Đối với con người nghi hoặc, không nghi hoặc, vân vân. Đối với con người phẫn nộ, không phẫn nộ, vân vân. Đối với con người oán hận, không oán hận, vân vân. Đối với con người hư ngụy, không hư ngụy, vân vân. Đối với con người não hại, không não hại, vân vân. Đối với con người tật đố, không tật đố, vân vân. Đối với con người sang tham, không sang tham, vân vân. Đối với con người mang trá, không mang trá, vân vân. Đối với con người khi cuốn, không khi cuốn, vân vân. Đối với con người ngoan cố, không ngoan cố, vân vân. Đối với con người cấp tháo, không cấp tháo, vân vân. Đối với con người khó nói, dễ nói, vân vân. Đối với con người ác hữu, thiện hữu, vân vân. Đối với con người phóng dật, không phóng dật, vân vân. Đối với con người bất tín, tín tâm, vân vân. Đối với con người không xấu hổ, có xấu hổ, vân vân. Đối với con người không sợ hãi, có sợ hãi, vân vân. Đối với con người nghe ít, nghe nhiều, vân vân. Đối với con người biến nhát, siêng năng, vân vân. Đối với con người thất niệm, an trú niệm, vân vân. Đối với con người liệt tuệ, thành tựu trí tuệ, vân vân. 44. Đối với con người nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, đưa đến hoàn toàn giải thoát. 039. Hãy nắm lấy cơ hội để tiến xa trên hành trình giác ngộ giải thoát. Lời kêu gọi hàng đệ tử phát tâm tu tập từ ý thức được cơ duyên hạng hữu. Này chúng đã, như vậy ta đã giảng pháp môn đoạn giảm, đã giảng pháp môn khởi tâm, đã giảng pháp môn đối trị, đã giảng pháp môn hướng thượng, đã giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn. Này chúng đã, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng cho các người. Này chúng đã, đây là những gốc cây, đây là những nhà khâm tịnh. Này chúng đã, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau.
Đó là lời giáo huấn của ta cho các người. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Maha Chunda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Cà Giá. Dạ, con Pháp Đăng kính hành lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính hành lễ Thượng tọa Thầy Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Nguyên Thông, Sư Nguyên Thông, Đức Tuệ cùng với Chư Tôn, Đức Tăng, kính chào các bạn cô Thượng Đẳng, kính chào Phật tử. Thì thật sự hôm nay thì chúng ta học cái bài học này đó thì từ những cái lời câu hỏi của Ngài Chuân Đá và cái sự giảng dạy của Đức Phật. Đây là những cái bài kinh, đây là những cái gương để chúng ta tự soi vào trong cái đạo lộ, cái con đường đi để đến sự giác ngộ giải thoát. Thì quý vị thấy rằng đối với Đức Phật, khi mà Ngài dạy cái phương pháp tu tập đó, thì khi nào mà chúng ta có cái tâm thiện, là chúng ta nhìn thấy những cái việc bất thiện của người khác làm, chúng ta có cái hướng tâm mình không làm như vậy. Vì thường thường chúng ta thấy rằng ở đời biết bao nhiêu cái sự đau khổ từ cái người này làm cho người khác, từ cái tôn giáo này làm cho tôn giáo khác. Nhưng mà đối với Đạo Phật thì Đức Phật này dạy chúng ta hãy sống phản tỉnh. Chúng ta sống có mắt, thấy, có tai nghe, có tâm suy nghĩ. Và chúng ta liên tưởng đến những cái lời dạy của Đức Phật từ trong cái chánh pháp mà Ngài đã thuyết giảng. Và thường thì chúng ta biết rằng đối với một con đường tu tập nó rất là dài. Và chúng ta cần phải phản tỉnh liên tục. Nếu mà chúng ta không có phản tỉnh liên tục đó, thì chúng ta cũng rất là dễ rơi rớt hay là chúng ta bị dính mắc vào. Chúng ta thấy như là điển hình tôn giả Devarata đã là một vị tỳ khưu đắc được bát thiền mà có thần thông. Nhưng mà cuối cùng đó thì cũng khởi lên cái tâm ác. Và khởi lên tâm ác như vậy đó, bị hoại thiền và làm ra biết bao nhiêu cái việc ác. Dù ngay hiện tại có Đức Phật này đã có những cái lời quở trách đối với tôn giả Devarata, nhưng vì tôn giả này cũng vẫn cứng cổ, vẫn ngoan cố, vẫn cố chấp tư kiến và tánh khó hành xả. Thì chính là ở trong cái bài học hôm nay mà chúng ta nghe những cái đoạn kết. Nói như vậy thì quý vị biết rằng một người mà tu tập đạt được từ sơ nhị tam tứ thiền đến thiền không vô biên xứ, tức vô biên vô sở hữu xứ, phi vi tưởng xứ là một cực kỳ rất là khó, không phải là dễ. Thì chúng ta cũng thấy tôn giả Xuân Đá đó, hỏi Đức Phật đó, mà cái sự chứng đắc được các thiền có phải là đoạn giảm không? Thì Đức Phật này đã giảng dạy rằng đó là hiện tại lạc trú thôi. Vì thường thường nếu mà chúng ta có học trong vi diệu pháp đó, thì chúng ta biết rằng một cái người chứng thiền đó, thì họ có thể an trú một ngày, hai ngày, ba ngày. Khi mà họ làm năm cái qua si, năm cái tự tại trong cái sự tu tập đó, đó là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền nhận tự tại và phản kháng thiền tự tại. Thì họ có thể tu tập thiền, họ có thể chứng thiền, họ có một cái lộ trình thiền định đó, là bất định số, có thể họ chú nguyện suốt một ngày, hai ngày, ba ngày, đến năm ngày, đến bảy ngày, suốt một thời gian họ ngồi như vậy. Nhưng mà cái đó là một cái điều cũng rất là cực kỳ mà đối với chúng ta hiện tại, mà nếu mà có một người như vậy đó, chúng ta có thể nhận diện người đó là bậc thánh nhân. Nhưng mà ở đây Đức Phật này cho chúng ta biết rằng cái đó nó chỉ là hiện tại lạc trú thôi, chứ không phải là đoạn giảm. Cái đoạn giảm mà Đức Phật này muốn nói ở đây đó là chúng ta hiểu. Thì chúng ta biết rằng một cái người tu sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền sắc hay là thiền vô sắc đó, người đó có thể đạt được các loại thần thông.
có thể có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, hoặc là tha tâm thông, túc mạng thông, hoặc là thần thông, nhưng mà đặc biệt là không có cái lậu tận thông. Và chính cái lậu tận thông đó mới gọi là đoạn giả, quý vị. Một người nào mà tu tập mà hướng đến đoạn trừ phiền não thì mới thật sự là đoạn giảm. Chứ còn nếu mà chúng ta tu tập có đạt được các cái loại thần thông nó đi thì chúng ta cũng vẫn chưa có đoạn giảm được. Điều này, điểm này điển hình như chúng ta thấy những vị chư thiên họ cũng có thần thông, nhưng mà họ vẫn có những cái ác tâm. Họ có những cái loại vũ khí là thần thông, nhưng mà họ vẫn có cái ác tâm. Và chúng ta cứ coi như là giỏ xoa nanh đá mà có cái búa. Cái búa mà giỏ xoa nanh đá cầm đánh có thể tan cái núi Tu Vi, có thể đánh lên đầu Ngài Xá Lợi Phất. Hay là chúng ta thấy như là giỏ xoa A-la-oát-ca có những cái bủ bối của mình theo cái chủng loại chư thiên. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta không có từ bỏ những cái ác pháp đó, những cái ác pháp đó mà trong cái bài học hôm nay á, chúng ta nói đến 44 loại. Thì 44 loại đó thì chúng ta hiểu như là những cái điều từ những cái tâm bất thiện mà chúng ta khởi tâm lên. Thì những cái tâm bất thiện đó, mình nói ví dụ mình nói dục thủ á, đó là đối với năm trần dục mà cái tâm sở tham. Kiến thủ đó, đó là những cái tri kiến lầm lạc. Cái tri kiến đó là tà kiến, tà tư duy, nữ tà nghiệp, tà mạng, tà niệm, tà tinh tấn, tà định, tà giải thoát. Thì chúng ta biết rằng cái tà đó được Đức Phật Ngài giảng giải đó là một cái loại tà kiến. Một cái loại tà kiến mà đó là cái tâm sở tà kiến. Và những cái cống cao ngã mạn, những cái kiêu, những cái mạn, những cái tự phụ, những cái kiêu căng, những cái đó đều là do cái tâm sở ngã mạn. Và chúng ta cũng biết rằng cái tâm sở ngã mạn nó cũng thuộc trong cái nhóm tham phần. Bởi vì chúng ta thấy bất thiện được chia năm nhóm đó. Nhóm bất thiện biến hành, nhóm tham phần, nhóm sân phần, nhóm hôn phần, nhóm hoài nghi. Thì như vậy khi mà nói đến cái sự đoạn giảm thì Đức Phật Ngài muốn nói đến cái sự đoạn trừ những cái pháp bất thiện. Ở đây á, thì chúng ta biết rằng cái tâm thiện mà chúng ta có đó, nó cũng là một cái sự đoạn giảm. Nhưng mà đoạn giảm này nó chỉ là đoạn giảm nhất thời thôi. Bởi chúng ta thấy nó có 50 loại đoạn trừ bất thiện bằng tâm thiện, đó là tạm thời. Đoạn trừ bất thiện bằng thiền định, đó là đè nén. Đoạn trừ bất thiện bằng sát trừ, đó là cái tâm đạo. Đoạn trừ bằng cái tâm quả là kinh an. Đoạn trừ bằng niết bàn là thanh tịnh. Thì như vậy chúng ta có năm cái sự đoạn trừ. Và chính cái năm cái sự đoạn trừ này muốn nói đến là chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta còn những cái pháp bất thiện, dù là chúng ta có thần thông thì chúng ta vẫn là những cái người có bất thiện. Nó không có thô tháo hoặc là nó có thể thô tháo. Thì chúng ta thấy những cái điều sát sanh hay là những điều trộm cắp hay những điều tà dâm thì thật sự là những cái điều đó nó là cái căn cội của những cái pháp bất thiện. Nó cũng là chỉ là những cái pháp bất thiện mà chúng ta thấy tham làm cho mình trộm cắp, hoặc là tham bằng cái cách là mình còn tham thì mình tìm đủ cách để mình có được những cái vật đó. Thì ở trong đây thấy rằng vì chúng ta muốn có được cái hư danh, có được cái đồ chúng, có được cái sự tín tâm, có được cái sự tôn trọng, tôn vinh của người khác. Chính điểm này chúng ta cũng thấy tôn giả Đê Quá Tá đó, khi mà có những cái loại thiền định thần thông rồi thì tôn giả Đê Quá Tá suy xét coi bây giờ mình cần chinh phục người nào. Thấy vua Bình Sa Dương hoặc là vua Ba Xê nó đi là đệ tử Đức Phật rồi, bây giờ chỉ còn hoàng tử A Xà Thế là vị hoàng tử mới vừa lớn sẽ là chấp chưởng cái uy quyền sau này. Thì chính Đê Quá Tá đã khởi tâm lên để thu phục được thái tử A Xà Thế. Và khi mà thu phục như vậy đó thì biết quý vị biết bao nhiêu cái sự suy nghĩ muốn thống trị giáo hội đã mượn tay của đức vua A Xà Thế, dùng những người xạ thủ đi bắt Đức Phật, hoặc là
thả voi say ra uống rượu, voi nó là cái uống rượu say để đạp Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng những cái điều đó đó, một cái người mà đạt được những cái loại thiền định, đạt được các cái loại thần thông rồi, nhưng mà vẫn khởi tâm lên những cái chuyện ác tâm như vậy, thì thật sự là quý vị biết rằng những cái phiền não nó còn, nó vẫn còn đè ở trong đó, nó vẫn đè trong đó, thì nó vẫn có cơ hội để sanh lên. Từ khi nào mà chúng ta đoạn trừ nó bằng cái tâm đạo, là đoạn trừ bằng cách là dứt tuyệt, thì chỉ có như vậy đó thì cái phiền não nó không còn nữa. Được Đức Phật ví dụ như những hạt giống đó, được rang nấu, được rang lên bằng khét đi, rồi được tán nhuyễn, được rắc trong gió, thì những cái hạt giống đó nó còn có thể lên được không? Thì quả thật nó không còn lên được nữa. Thì Đức Phật ngày đưa ra cái ví dụ những cái ác bất thiện pháp đó, mà chúng ta đoạn trừ bằng cái đạo đó, nó cũng giống như là đem lên lửa rang, rồi chúng ta được quả giác ngộ giải thoát, hay là thanh tịnh niết bàn, giống như là chúng ta xây tán nhuyễn nó ra rồi chúng ta rải trong gió vậy, thì nó không thể nào còn có thể lên được. Thì chính vì điểm đó, đó nên Đức Phật ngày giảng dạy đó, cái nghĩa là trong 44 cái pháp bất thiện này đó, thì nhìn chung vào đó, chúng ta thấy do những cái tâm sân, như là tâm sân thọ ô hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ô hợp phấn hữu trợ, và những cái sở hữu sân phần đó, chúng ta thấy sân tật lẫn hối. Thì chính sân á, là những cái gì mà chúng ta muốn trong đời này. Quý vị thấy trong đời thì chúng ta muốn rất là nhiều. Nếu mà chúng ta nói muốn á, là chúng ta muốn thành thánh nhân, thành này kia nọ, nhưng mà được Đức Phật này chia ra với cái ước muốn mà nó có cái hướng tâm mà nó không có bận nhơ đó, thì chúng ta gọi là những cái dục thần túc, đắc chứng cái thần thông thắng trí, đạo quả niết bàn. Còn tham dục đó là nói đến cái gì mà chúng ta muốn hưởng thụ ở trong mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, tâm vui thích. Thì những điều đó được Đức Phật nói thì chúng ta cũng biết là thiên hình vạn trạng. Một người mà khi mà họ đói khát đó thì họ mong mỏi có cơm ăn, có chỗ ngủ. Nhưng mà khi mà họ có cơm ăn chỗ ngủ rồi thì họ lại muốn có giường cao, ghế đẹp, phương tiện đi đứng, xe cộ, máy bay. Bởi vì quý vị thấy rồi, người ta có nữa đó, người ta muốn du hành lên hư không, đi vào những cái sao, những cái sao quả, sao kim, hoặc là đi ra khỏi vũ trụ này. Thì khi mà họ có tiền rồi thì họ sẽ mong rằng mình hưởng thụ đủ thứ hết. Thì cũng như vậy, Đức Phật nghĩ rằng khi mà chúng ta còn những cái tâm bất thiện đó, thì những cái tâm bất thiện nó biến dạng, nó biến hình, biến thiên hình vạn trạng. Chính cái thiên hình vạn trạng đó được Đức Phật này nói trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Những cái phiền não đó, nó ở trong cái dạng thô, như là loài người, những cái dục lạc rồi mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Nhưng mà Đức Phật này nói rằng cho đến những cái cõi trời lên nữa, thì họ không có hưởng thụ dục lạc thô tháo như loài người, mà họ chỉ cần nắm tay, đụng chân cái là thỏa mãn rồi. Nhưng mà rồi Đức Phật này cũng vẫn biết rằng có những cõi trời đó, họ chỉ cần nhìn thôi, họ nhìn đó là họ đã thỏa mãn lòng dục rồi. Nhưng mà đối với chúng ta đó, thì chúng ta nghĩ rằng những cái dục lạc chúng ta phải có đôi có cặp, chứ không thể nào mà không có đôi có cặp mà chúng ta đồng ý. Nhưng mà Đức Phật ngài biết rằng cõi dục giới là có đôi có cặp, nhưng mà cõi sắc giới thì không có đôi có cặp. Cõi sắc giới là do cái mãnh lực thiền định. Cái mãnh lực thiền định này mang lại đó, nên họ sanh vào đó đó, họ có những cái hào quang, họ có những cái ánh sáng từ thân của họ trong sáng hoàn toàn, nó tô tủa. Nếu vị nào mà có coi trong phong thần đó, thì quý vị thấy xiển giáo với trì giáo đó, các cái vị thần tiên được nói đó, có những vị thì cái hào quang nó chỉ có chút xíu thôi, nhưng mà có vị hào quang nhiều, và có nhiều vị hào quang nó nhiều nữa, có nhiều vị hào quang lung linh nữa, có nhiều vị có hào quang lan tỏa và lung linh. Thì
trong cái phong thần đó, mà nếu quý vị mà có coi đó thì cũng chính là vì những cái người ta muốn dựng lên những cái nhân vật đó để cho chúng ta biết rằng các cõi trời nó không có sự, nó cũng có sự sai khác. Và cái năng lực tu tập thiền định của chúng ta đó cũng mang lại cái sự sai khác. Ví dụ quý vị thấy một người mà chứng sơ thiền, cũng tâm sơ thiền chứng, nhưng mà cái tâm quả sơ thiền đi tái tục đó thì cũng làm đại phạm thiên, phạm chúng thiên và phạm phụ thiên, cũng là một cái tâm thiền. Nhưng mà người nào tính tấn niệm định tuệ mạnh đó, thì người đã sanh làm đại phạm thiên. Còn vị nào mà vừa thì gọi là phạm phụ thiên, còn vị nào mà yếu thì gọi là phạm chúng thiên. Chính vì những điều đó, đó nên chúng ta thấy như là cõi nhị thiền, như là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, biến quang thiên, hoặc là cõi tam thiền như là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên đó. Thì những cõi cũng vẫn là những cái gì mà người ta thành đạt, nhưng mà nó chưa có đoạn trừ được những cái phiền não, chưa có đoạn trừ được những cái phiền não. Cái phiền não thì những vị phạm thiên, những vị chư thiên vẫn còn những cái phiền não đó, nhưng mà do cái tâm, do cái tâm, do cái vi tế, do cái vi tế của cái tâm á, nên thường thường chúng ta thấy nói về thất tịnh đó, có đạo phi đạo tri kiến tịnh đó, đó là một một loại phiền não phi tế còn lại, mà vì đó chưa có vượt qua được cái đạo phi đạo tri kiến tịnh đó thì chưa có được cái tri kiến thanh tịnh. Có nghĩa là vì đó chưa có thể chứng đắc được đạo quả, vì cái đạo quả đó là phải vượt qua những cái phiền não vi tế này. Và trong những cái phiền não vi tế đó thì nó có những cái khả năng, những cái điều đặc biệt. Nhưng mà thường thường thì chúng ta biết, dù là những cái điều đặc biệt đó cho đến những loại thần thông đi, và chúng ta cũng còn tự nghĩ mình có thần thông như thế này, mình muốn chinh phục người này, muốn chinh phục người kia, thì cái điều đó nó cũng còn là cái sự những cái thần thông đó dù là có, nó cũng vẫn còn những cái sự tham ngã mạn. Mình muốn so sánh mình với những người khác, mình muốn chinh phục mà những người khác, trong khi những người khác không chinh phục được, mình cũng khởi tâm lên như vậy. Thì chính những cái điểm đó nó cũng đều là một cái ác bất thiện pháp mà chưa được đoạn trừ. Nếu mà một vị thánh mà đã đoạn trừ hoàn toàn rồi đó, thì các ngài sẽ không có như vậy. Các ngài đó giáo hóa chúng sanh đó, thì các ngài đều quán cái nhân duyên. Và cái nhân duyên như thế nào để có thể tế độ được chúng sanh, để những chúng sanh đó đó họ phải biết rằng ở trên đời này có cái sự thanh tịnh cao thượng hơn. Chúng ta thấy như là Phạm Thiên Bát Khá là vị Phạm Thiên Tà Kiến, tự mình biến ra một, tự mình biến hình ra, biến hình biến dạng ra. Nhưng mà có nhiều vị khác biến nhiều hơn, nhưng mà những vị đó nói rằng Đức Phật còn hơn như thế nữa. Thì những vị khác đó đã đi đến để đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà rồi những cái vị Phạm Thiên khác thì lại khác. Rồi Phạm Thiên Bát Khá tự cho mình tự phụ như vậy như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngài cũng biết rằng vị đó từ cái thuở làm thầy Đức Bồ Tát, chứng được ngũ thiền và sanh lên cái cõi thiền đó, rồi từng tự hoại những cái thiền đó sanh xuống. Nhưng mà vị đó có sự sanh tử, nhưng mà vị đó vẫn không biết. Thường thường những cái điểm này nó rất là vi tế quý vị. Một cái người từ tam thiền rồi họ chết, từ cõi tam thiền họ sanh xuống cõi nhị thiền. Họ tục sinh đó, họ chết đó, họ như là một người ngủ không phải thức dậy thôi. Nó không phải như chúng ta là khó thở, khó thở rồi đàm mật mũ máu, rồi nó ngăn chặn ở trong họng, trong mũi chúng ta, để chúng ta tắt thở chúng ta chết. Nó không phải như vậy. Nên những cái vị đó vẫn có những cái kiêu căng tự phụ, nghĩ rằng mình là những người bất sanh bất diệt. Nhưng mà Đức Phật ngài biết rằng những cái điều đó nó là một cái mầm mống sanh tử luân hồi. Nhưng mà vì luân hồi có những cái hiện tượng vi tế là những chúng sanh quá sanh, họ có thể chết từ tam thiền họ sanh xuống nhị thiền, họ chết từ nhị thiền họ sanh xuống sơ thiền, nhưng mà họ không có biết là mình đã tử đã sanh. Chỉ có Đức Phật ngài cho biết rằng người đó đã tử đã sanh. Chúng ta cứ thấy như là nhóm Atula thiên đó, mà lúc mà thanh niên mắt khá mà sanh lên cõi trời Đao Lợi đó, đã kêu chư thiên quăng những người đó xuống dưới cõi dưới. Nhưng mà vì phước của những vị chư thiên này đã quá ra cái cõi Atula thiên, nằm dưới cái cõi của Đức Trời Đế Thích.
Nói như vậy mà khi quý vị đó, người đã tỉnh lên đó, những người đã tỉnh giấc uống rượu say rồi tỉnh lại đó thì vẫn không biết, cho đến khi nhìn vào những cái hiện tượng, những cái cây cối, những cái cây tiên tử thì mới biết rằng mình không còn ở cái cõi trời đau lợi. Nói như vậy thì quý vị thấy rằng á, những cái phiền não vi tế trong tâm chúng ta nó rất là nhiều, và chúng ta có cái sự kiêu mạn rất là nhiều cách, chúng ta có cái sự cống cao ngã mạn nhiều cách. Nói như vậy thì chúng tôi cũng trình bày để quý vị thấy rằng, tuy rằng chúng ta là một cái người tu, nhưng mà cái không phải là người tu là hoàn toàn có thể thoát hết được. Có nhiều lắm quý vị đó, có nhiều vị, nhiều vị tu hành họ đắc được thiền định đó, họ đắc được thần thông, đi bát đó, đến cái xứ đó, và những người không có để bát đó, những vị này dùng thần thông đốt nguyên cái làng của những cái người dân chúng. Và những người dân chúng đó sau này thấy những vị tu sĩ họ sợ và họ phải đặt bát cúng dường. Thì quý vị thấy những cái điều đó, đó được Đức Phật nói lên đó, khi mà mình thấy bất luận là cái vụ một việc nào mà có thể não hại người ta đó, mình không làm, mình phải nhẫn nại, mình phải làm cách gì đó mình để mình chế ngự những cái phiền não. Dù khi mà mình có những cái loại thần thông, mình có những cái nội tâm tịch tịnh đó, thì nó cũng có những cái lợi ích và nó cũng có cái nguy hại. Bởi vì thường thường quý vị thấy Đức Phật Ngài nói những cái cảm thọ nó có vị ngọt, nhưng mà nó cũng có cái nguy hại, chứ không phải là nó không có nguy hại. Nên thường thường quý vị thấy nếu mà tôn giả Devarata không đắc được các loại thiền định và thần thông đó, thì tôn giả Devarata đã không chinh phục được vua A-xà-thế. Và đã không chinh phục được vua A-xà-thế thì không thể nào mà mượn tay vua A-xà-thế để tuyển những cái cung tuyển xà thủ để đi bắn Đức Phật, hay là cũng không có thể nào mà dùng voi sai từ Ma La Ghi của vua mà có thể đi đạp Đức Phật được. Nhưng mà rồi cuối cùng đó thì những việc đó nó cũng mang lại cho Devarata, nhưng mà những việc đó cũng không có thể nào làm hại một vị chánh đẳng chánh giác được. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng á, ở trong cái con đường giác ngộ giải thoát mà Đức Phật Ngài muốn nói đó, Ngài nói rằng nếu tên thánh không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu đó, thánh là hiền đức thanh cao, chẳng còn giết hại đau sầu chúng sanh. Nếu là bậc thánh rồi đó thì không còn một cái việc gì mà có cái não hại chúng sanh, thì đó mới gọi là thánh. Từ thân, từ khẩu, từ ý, không còn một cái sự tổn hại nào. Nếu ở đó đó, một cái người muốn tu tập đạt được điều đó đó, thì chúng ta thấy cái việc sát sanh, trộm cắp hay tà dâm, nói dối, hay là uống rượu, hay là cống cao ngã mạn, tự kiêu tự đại, tự phụ kiêu căng, khó dạy, thì những điều đó hoàn toàn là những cái kiết sử phiền não mà do tham sân si, với cái hình dạng này với hình dạng kia, với cái biểu lộ này với cái biểu lộ kia, từ trong cái phiền não đó mà thôi. Như vậy thì chúng ta là một cái người Phật tử đó, thì chúng ta thấy được cái lời dạy của Đức Phật đó, khi một người mà họ có những cái sự như là hôn trầm thị miên đó, bị hôn trầm thị miên chi phối, hoặc là bị trạo cử, là cái tâm sở phóng dật đó nó còn trong bất thiện biến hành đó. Hay là nghi hoặc là tâm sở hoài nghi, hay là người đó phẫn nộ là cái tâm sở sân. Đối với con người có oán hận á, thì cũng là cái tâm sân quý vị. Tâm sân đó nó biến dạng với nhiều cái góc độ. Và đối với con người hư ngụy thì hư ngụy ở đây là chúng ta biết rằng một cái sự không có đúng đắn. Hư ngụy đó là một cái trạng thái có thể là tâm tham, làm ra vẻ như thế này thế kia. Nên thường thường quý vị, nếu mà quý vị thấy quay vào cái bài kinh Chân Nhân và Phi Chân Nhân, thì quý vị cũng thấy một điều Đức Phật Ngài nói. Nếu một cái người mà có giữ giới, hay là một người có tu thiền, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là người đó thành tựu được những cái hạnh đầu đà, như là ở rừng, ở núi, ăn một ngày một bữa, hoặc là ở dưới gốc cây, hoặc là mặc y phấn tảo, hoặc là ở ngoài nghĩa địa, nhưng mà người đó khởi lên tâm khen mình chê người đó, đều là phi chân nhân.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có cái sự tật đố hay là có cái sự sân tham đó, nên thường thường Đức Phật ngày dạy một cái người tu tập thực sự đó, lúc nào họ cũng phản tỉnh để thấy được cái tâm tư của mình và coi nó có phải là đúng là cái tâm thiện không. Vì tâm thiện nó có vô tham, vô sân và trí tuệ. Đó là cái tâm thiện. Phản kháng lại thấy mình không có tham, không có sân và không có tà kiến, có cái trí tuệ mình thấy được những hiện tượng đó. Thì như vậy đó là một cái sự hướng tâm, đó là một pháp đối trị, đó là một cái điều mà có thể mình tự đạt được cứu cánh giải thoát. Nhưng mà nếu mà điều đó nó có thể câu sanh với bất thiện, bởi thường thường quý vị thấy thiện mà nó câu sanh với bất thiện, thiện trở bất thiện bằng cảnh duyên. Do mình thấy, mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, miệng mình nếm, thân mình xúc chạm, tâm mình suy nghĩ. Người đã muốn đạt được cái này, đạt được cái kia, nên chính vì muốn đạt được cái điều này, đạt được điều kia đó, nên họ trở thành những cái người mà có những cái tâm á, nó cũng có tâm, những cái tâm hư ngụy, những cái tâm mà mang trá, những tâm mà sang tham, những cái tâm mà thi cuốn. Điều đó đó Đức Phật này nói chúng ta, nếu mà chúng ta là một người có tu tập đó, thì lúc nào chúng ta cũng phản tỉnh, suốt cả cuộc đời của mình tu tập phản tỉnh, cho đến lúc nào đó mình đoạn trừ được những cái bất thiện bằng cái hướng tâm, bằng cái đoạn giảm, hoặc là bằng cái giải thoát hoàn toàn. Chỉ có khi nào mà chúng ta đó mà hiểu đúng đó, thì chúng ta mới thấy được mình khởi tâm đúng, mình đối trị đúng, và mình hướng tâm đúng, hướng thượng cái tâm mình đúng, và mình đạt được cái giải thoát hoàn toàn. Chứ còn chúng ta biết là những cái pháp bất thiện này đó, đó là một cái kiết sử, một cái phiền não, một cái tùy miên, một cái pháp ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta. Và cái sự luân hồi đó đã dài, đã rất dài. Và những cái lậu hoặc phiền não này nó đã ở với chúng ta, nó đã sống với chúng ta, nó đã lớn mạnh ở trong tâm của chúng ta từ vô lượng kiếp luân hồi đến bây giờ. Không dễ gì mà chúng ta đoạn trừ nó một cách dễ dàng. Nên đó, Đức Phật các ngài mới dạy cho chúng ta đó, mình phải khởi tâm như thế nào, phải có cái đối trị như thế nào. Chỉ có khi đó đó thì chúng ta dùng những cái cách đó để chúng ta phản tỉnh lại. Mỗi khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, mỗi khi tâm chúng ta suy nghĩ đến những vấn đề này, vấn đề kia. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái câu chuyện mà Đức Phật ngài kể về những vị tỳ khưu tu trong rừng. Khi mà tu trong rừng yên tĩnh như vậy đó, mình muốn tu mà mình được ở chỗ yên tĩnh như vậy là một hạnh phúc rồi. Nhưng mà rồi có những lúc đó, những cái tiếng hát, những cái tiếng ca, những cái âm thanh nó lan vào trong rừng. Vị này tự suy nghĩ rằng tại sao ta lại ở rừng chi khổ cực như vậy, ta hãy trở về đời hưởng những cái dục lạc. Thì quý vị mới thấy rằng chúng ta mà chỉ cần thơ sơ sẩy một chút xíu từ cái lỗ tai chúng ta thôi. Chúng ta muốn tu tập mà chúng ta có được cái chỗ yên tĩnh để chúng ta tu, không có ai làm ồn chúng ta, không có ai làm phiền chúng ta, thì thay vì chúng ta tu, chúng ta hướng tâm để đạt được cái sự thiền định đạo quả niết bàn. Nhưng mà ngược lại, những cái âm thanh nó đã lan vào trong cái khoảng không gian do những cái lễ hội, những cái nhạc cụ nó đã tạo thành những cái âm thanh lan trong cái dòng gió xuôi chiều vào cái tai của vị tỳ khưu. Vị tỳ khưu này khởi tâm lên muốn trở về cái đời sống mà hưởng những cái dục lạc. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng thật sự một cái người sống chỉ cần chúng ta sơ sẩy một chút xíu thôi, chỉ cần chúng ta không có hướng tâm, không có đối trị một chút xíu thôi, thì cái tâm chúng ta đã muốn những điều ngược lại cái đời sống tu hành rồi. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tu tập của chúng ta là một cái đoạn đường rất là dài, và một cái sự loại trừ phiền não một cái cách triệt để, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Nó không phải là đơn giản.
Quý vị nghe những cái câu chuyện những vị tỳ khưu đó, vị tỳ khưu đó là con một trong gia đình tài sản rất là nhiều, nhưng mà khi nghe pháp rồi phát tâm đi tu, khi đi tu như vậy thì sống mà xa cái trú xứ của cha mẹ mình. Nhưng mà rồi quý vị thấy khi mà cha mẹ thấy những đứa con trai của người ta những cái lễ hội đó thì ông bà ngồi khóc như vậy, thì có một cái cô gái giang hồ thấy ông bà ngồi khóc như vậy thì mới hỏi ông bà, thì ông bà mới nói rằng ông bà có đứa con trai bây giờ nó bỏ đi tu rồi. Thì cô gái đó mới nói rằng ông bà muốn không tôi đem đứa con trai nó trở về lại. Thì ông bà nói nếu được như vậy thì sẽ cho làm nữ chủ, có nghĩa là quản lý cái tài sản này. Và cô ta nói ông bà cho một số tiền, cô ta tìm đến biết được cái vị tỳ khưu đó ở cái làng đó, ở cái xứ đó, và đã xây lên một ngôi nhà 7 tầng, rồi mỗi ngày nấu ăn, làm bánh, làm nhiều cái loại vật thực, loại cứng loại mềm, chờ cái vị đó đi khất thực, rồi tìm cách để mà dụ dỗ cái vị đó. Và cuối cùng vị đó cũng rớt vào cái sự dụ dỗ của cái cô này. Nhưng mà nhờ Đức Phật, Ngài biết cái duyên lành của vị này, duyên lành của vị này, và Ngài đã nói lên với các vị tỳ khưu là và vị này chiến thắng cái cô này, dù cô này đã dùng nhiều cái cách của người phụ nữ để quyến rũ cái vị này. Thì quý vị mới thấy rằng vị đó khi mà bị đóng cửa lầu mà bị cô này dùng đủ cách đó, thì vị này suy nghĩ rằng ta quả thực là thất bại, ta từ bỏ tài sản để tu tập như vậy, nhưng mà vì ta không có tác ý đến cái vật thực ăn mà đã bị cô này dụ dục cách để dụ ta. Thì vị này khi mà phản tỉnh như vậy là thấy được cũng vì cái miếng ăn, mình nghĩ rằng bữa nay mình đi khất thực, có người đó cúng cho mình ăn món ăn này, mai mình mong mình gặp được cái người đó nữa. Chính vì cái sự mong mỏi đơn giản đó thôi, nhưng mà nó cũng là hệ lụy quý vị. Nên Đức Phật này nói một vị tỳ khưu mà đi khất thực đó, đi khất thực mà không thanh tịnh đó, nếu người ta cúng dường vật vừa lòng đó, mình mong rằng ngày mai mình đi mình gặp người đó nữa, đó cũng là một cái ô nhiễm tâm. Và cái ô nhiễm tâm này nó sẽ là cái sự nguy hại cho cái đời sống phạm hạnh. Quý vị thấy đơn giản không? Trong tâm chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhận được cái vật thực ăn vừa với cái khẩu vị của mình, mình quen ăn cái gì rồi đó, người ta cho mình ăn được cái đó, mình thấy là vừa lòng. Nhưng mà chính cái sự vừa lòng đó là một cái trạng thái của tâm tham. Và tham nó có cơ hội giống như là bèo mà nó gặp nước, nó sẽ nảy nở xanh xôi rất là mau. Mong rằng mình sẽ đi đường cất thực này, cũng mong gặp lại người thiện tính này. Như vậy thì quý vị mới thấy thật sự đó, một cái sự liệt tuệ đó, cái tuệ nó không có trong sự phòng hộ liên tục đó, thì nó cũng dẫn đến cái sự nguy hiểm. Hay là một cái sự nhiễm thế tục, những cái gì mình ăn uống, những cái gì mà mình thấy nghe ngửi nếm đụng đó, những cái điều đó trước đó là mình có, nhưng mà sau khi tu tập đó, mình phải suy xét, còn nếu không đó, thì cái tâm nhiễm thế tục nó vẫn còn sanh khởi. Và những cái sự nhiễm thế tục như vậy đó, nó cũng gây cái sự nguy hại cho cái đời sống sa môn phạm hạnh, khó có thể mà đoạn trừ những cái phiền não một cách đoạn trừ như là lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một cái vị tu tập đó, thì quý vị thấy có nhiều vị tu tập mà Đức Phật thấy là giống như sợ cá sấu, sợ sống, sợ cá dữ vậy đó. Khi mà mình ở đời thì mình muốn ăn cái gì cũng được, muốn ăn lúc nào cũng được, muốn uống cái gì mình uống. Nhưng mà vào tu rồi đó thì vị tỳ khưu thầy đó phải dạy nè, giờ này nên ăn, giờ này không nên ăn, vật này được ăn, vật kia không được ăn, rồi vật này được uống, vật kia không được uống, giờ này uống, giờ này không được uống, những cái loại đó. Nhưng mà thật sự ra thì những cái vị đó sẽ khởi lên cái tâm, mình hồi đó giờ mình dạy người ta không, chứ có ai dạy mình. Mình hồi đó giờ mình ở gia đình đó, mình có con cháu, mình ra lệnh cho con cháu của mình, chứ đâu có ai mà dám ra lệnh với mình. Bây giờ mình đi tu á, mình đã bỏ hết của cải, bỏ hết rồi, vợ con mình đi tu rồi, vô đây mình gặp vị thầy phải ra lệnh cho mình như vậy. Thì vị này khi mà khởi lên như vậy đó, thì vị này sẽ quần tục mà bỏ đời sống xuất gia, trở về đời sống người phàm tục.
Nói như vậy thì Đức Phật Ngài mới nói rằng á, một cái người tu tập đó, mà tu tập mà mình ăn uống á, kham khổ, hoặc là trú xứ của mình không có được kín đáo, hoặc là y phục mình mặc đó, nó không có được như ý. Những cái điều đó nếu mà mình còn khởi lên cái sự hệ lụy đó, khởi lên cái sự khó chịu do cái sự thiếu thốn chút đỉnh đó, thì những cái phiền não nó cũng ập tới mình liền, quý vị. Thật sự nó sẽ ập đến mình liền. Bởi vì mình khi mà mình khó hành xả, có nghĩa là cái tâm mình đó, mình ôm ấp những cái điều mình kiêu căng tự phụ về cái tài sản của mình, hoặc là kiêu căng tự phụ vì mình có cái địa vị ở đời, mình thông thái, mình là người có uy quyền thể lực, mình là người có tài sản nhiều, có tôi tớ, quen biết nhiều người này kia nọ. Bây giờ mình đi tu đó, là những cái sự trở ngại nếu mình còn suy nghĩ đến những điều đó gì. Chính vì như vậy nên Đức Phật Ngài nói rằng cái người mà khó bỏ những cái tư kiến, tánh khó hành xả, nhiễm thế tục đó. Bởi nhiễm thế tục là một cái từ mà Đức Phật nói rằng mình sống ở đời, mình có cái này có cái kia, khi có cái này có cái kia là có cái sự chấp thủ. Hễ có chấp thủ thì tâm mình nó không có được khinh an, tâm mình sẽ có hy cầu, mà có hy cầu thì có khứ có lai. Có khứ có lai thì có đời này, có đời sau, có nghĩa là có hai đời, có sự luân hồi. Trừ khi nào mình không có chấp thủ thì mình không có dao động, mà không có dao động thì mới khinh an. Tâm mình có khinh an thì không có hy cầu, mình mong mỏi như thế này như kia không có. Không có hy cầu thì không có khứ, không có lai, có nghĩa là không có đến, không có đi, không có luân hồi trong các cõi. Như vậy thì đây là một cái điểm mà cực kỳ rất là khó, quý vị, không phải là dễ đâu. Từ cái vấn đề mà chúng ta làm cho mình bớt hung động thiện nghiêng miên, hoặc là bớt nghi ngờ, phân vân lưỡng lự, rồi mình bớt phẫn nộ, quan trái, mình làm sao cho tâm mình đừng có bị dốt nát, mình cầu tiến, đó là một cái chuyện mà cực kỳ khó, quý vị, không phải là dễ. Rồi mình thất niệm, bởi vì quý vị biết rằng chỉ cần thất niệm một chút xíu thôi. Nên từ từ Đông Kinh Pháp Cú có câu là một cái vị sa môn, một giây sơ hở tăng tành, một giây sơ hở một hình đỏ xoa, không đáng hổ làm tuồng hổ thẹn, đáng hổ thẹn lại bỏ như không, cứ ôm tà kiến vào tâm, đường lành cứ ôm tà kiến vào tâm. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chỉ cần một giây sơ hở tăng tành, giây sơ hở một hình đỏ xoa, không đáng hổ làm tuồng hổ thẹn, đáng hổ thẹn lại bỏ như không, cứ ôm tà kiến vào tâm. Như vậy thì Đức Phật này cho chúng ta biết rằng một cái sự tu tập là một cái sự phản tỉnh liên tục. Chỉ có khi nào mà chúng ta phản tỉnh được liên tục, và chúng ta có cái phản tỉnh đó từ những cái việc ác ở bên ngoài, từ những cái việc mà những người khác họ vấp phải, để rồi mình sẽ từ bỏ được. Mình sẽ từ bỏ được từ cái việc mà mình làm nhỏ nhặt mà mình suy xét theo các những học giới, để rồi mình tự mình phản tỉnh, để mình từ bỏ được. Nó là một cái giai đoạn của cái tuệ giác của chúng ta, một cái giai đoạn tâm của chúng ta, một cái giai đoạn tâm lớn mạnh để có thể đoạn trừ và có thể thành tựu sự giác ngộ giải thoát. Nó không phải là một cái chuyện mà dễ đâu quý vị, bởi vì một cái con đường tu tập á, vì cái con đường tu tập mà chúng ta nói, nhưng mà cái sự luân hồi của chúng ta đó, thì nó quá lâu, quá dài, quá nhiều, trăm hàng ngàn tỷ 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 kiếp luân hồi rồi. Thì những cái tham đó nó đã giống như là thường nói một cái nút bần mà ngâm ở trong một cái chai nước mắm, thì không thể nào đem ra làm một hai lần mà có thể hết cái mùi nước mắm trong nút bần. Cái mùi nước mắm trong nút bần đó đã thấm vào cái nút bần đó, nó đã nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều giờ rồi. Bây giờ tẩy trừ nó không phải là dễ tẩy trừ nó để cho nó hết cái mùi nước mắm trong cái nút bần đâu, quý vị. Thì cũng như vậy, cái phiền não ở trong tâm chúng ta đó, thì nó cũng giống như vậy. Chỉ có khi nào mà chúng ta tu tập mà như là lời Đức Phật dạy đó, là mình cần phải khởi tâm để cái tâm thiện nó sanh lên, để nó đoạn trừ cái tâm bất thiện. Và mình phải khởi cái pháp đối trị. Người ta có tham thì mình phải có vô tham, người ta có sân mình có phải vô sân, người ta có si mê mình phải có không có si mê, người ta có sát sanh thì mình không có sát sanh, người ta có trộm cắp mình không có trộm cắp. Hay là mình phải hướng tâm
pháp môn hướng thượng đó, tâm người ta hạ liệt thì phải hướng cái tâm mình không bị hạ liệt. Chính vì như vậy đó mới đạt được cái sự một cái sự giải thoát hoàn toàn. Một cái sự giải thoát hoàn toàn là một cái sự kết hợp nhiều phần. Bởi quý vị thấy ở trong cái bài học của Đức Phật này dạy về cái có những cái lậu hoặc do tri kiến đoạn trừ, có những lậu hoặc do phò đoạn trừ, có những lậu hoặc do tu tập đoạn trừ, có những lậu hoặc do né tránh đoạn trừ, có những lậu hoặc do tham nhẫn đoạn trừ, có những lậu hoặc do trừ diệt đoạn trừ. Như vậy thì quý vị biết rằng những cái lậu hoặc mà nó chỉ khởi trong tâm chúng ta thôi, như là dục tưởng, hận tưởng hay hại tưởng đó, nó chưa có khởi ra ngoài. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có biết được đó thì những cái dục tưởng, hận tưởng, hại tưởng này nó sẽ phát tán. Và khi nó phát tán ra, nó xuyên qua thân hành hay khẩu hành, thì nó sẽ mang lại cái hệ lụy nghiệp quả, mang lại cái sự chê trách, mang lại cái sự đọa lạc. Chính vì điểm đó thật sự là một cái vấn đề rất là khó, rất là khó. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng khó, vì khó như vậy đó mà cái người đạt được đó là phải có cái sự kiên trì, chứ không phải là khó mà không làm được quý vị. Nếu mà khó mà không làm được thì không có bậc thánh, vì vẫn làm được. Các bậc thánh ấy, hay là quý vị nghe cái câu chuyện mà những con cá chép mà nó muốn quá đồng đó, mà nó nói rằng cái cổng nó quá cao như vậy, thì bây giờ Long Vương hạ xuống thì tất cả những con cá chép đó, nó đều nhảy qua được hết, nó thành rồng hết. Và khi nó thành rồng hết, nó không thấy có giá trị, không có thấy giá trị, nó lại đến Long Vương, kiện Long Vương nữa. Thì Long Vương mới nói rằng nếu mà các ngươi đó mà hành trì đúng đó, thì thật là rất lâu như vậy mới một con cá quá long. Chứ còn nếu mà hạ cái đoạn xuống thấp rồi đó, thì những con cá chép nó đều nhảy qua được hết, thì nó quá thành rồng hết rồi, nó cũng chưa có đủ cái năng lực để mà thành rồng. Cũng như vậy, khi một cái người mà tu tập đó quý vị, mình tu tập đó, mình phải hướng tâm, mình phải hướng tâm như thế nào, phải đoạn giảm như thế nào, mình phải giải thoát như thế nào để hoàn toàn được giải thoát hoàn toàn, chứ không có đơn giản, không có đơn giản. Vậy cái nội tâm phiền não chúng ta nó đã ngâm tẩm chúng ta trong vòng luân hồi rất lâu, bây giờ muốn đoạn trừ nó không phải là dễ đoạn trừ. Vì những cái ác bất thiện pháp đó, quý vị thấy cũng chia ra bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học. Bậc thánh hữu học là vị thánh tu được quần thì mới đoạn được bốn tâm tham, học tà và tâm si hoài nghi thôi. Rồi sở hữu vô tàm vô quý, sở hữu tà kiến, sở hữu hoài nghi được diệt trừ. Nhưng mà còn trong 14 sở hữu bất thiện đó, vẫn còn lại 10 sở hữu bất thiện. Rồi cái vị mà tư đà hàm á, thì làm giảm nhẹ dục ái và sân á, thì chỉ những cái phiền não đó được đoạn trừ, nhưng mà giảm tiếp là những cái tâm sân thô, giảm những cái sân vi tế vẫn còn. Tới a na hàm diệt được dục ái và sân, dục ái và sân là hai tâm sân không còn nữa. Và hai tâm sân không còn nữa đó, thì những cái hiện tượng của những cái pháp mà chúng ta thấy, những cái pháp mà nói đến cái sự sân tâm, hay là những cái pháp mà nói đến cái sự phẫn nộ, hay là những cái pháp mà nói đến cái sự tật đố đó, những cái pháp mà nói đến cái sự mà não hại hư ngụy đó, thì vị đó sẽ không còn nữa quý vị. Cái trạng thái của tâm sân đó, nó sẽ làm cho chúng ta có cái sự phẫn nộ, có cái sự hiềm hận, có cái sự não hại, có cái sự đả thương, có cái sự sát sanh, có cái sự giết hại. Vì chúng ta giết hại phải bằng cái tâm sân. Chính vì điểm đó khi mà chúng ta hiểu được những cái trạng thái từng tử thứ lớp của những cái tâm đạo đoạn trừ đó, thì chúng ta gọi là hữu thánh, bậc thánh hữu học. Vì đó sẽ đoạn giảm từ từ cho đến khi mà hoàn toàn thanh tịnh. Còn khi mà chúng ta không có đoạn trừ được những cái phiền não đó, thì chẳng qua chính thiền đó, cũng giống như Phạm Thiên sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Rồi nếu chúng ta không đắc đạo quả thì chúng ta vẫn luân hồi đi xuống thôi, chứ không phải vì đắc được thiền sắc hay thiền vô sắc rồi chúng ta có thể được thành thánh nhân đâu.
chưa có thể thành thánh nhân. Bởi vì thánh không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu, mà thánh là hiện đức thanh cao, chẳng còn giết hại đau sầu chúng sanh. Không bao giờ vị thánh làm cái chuyện gì mà giết hại hay là làm khổ sầu chúng sanh. Việc đó bậc thánh không có làm. Nên những cái nói, lời nói phù phiếm, những cái lời nói giả dối để hại người, những cái lời nói hai lưỡi để hại người đó thì không bao giờ vị thánh có. Như vậy thì chúng ta biết rằng một thành một cái bậc thánh nhân đó, cũng như cá chép mà quả thành rồng đó, một cái sự tu tập, một cái sự tích lũy nội lực để có thể vượt qua được cái bực thủy triều, để nhảy qua được như vậy, để quá thành rồng là một việc rất là cần sự nỗ lực nhiều, rất là nhiều. Chứ còn nếu mà đơn giản mà thành giống như hạ cái cổng xuống rồi bao nhiêu con cá chép cũng phóng qua được cũng thành rồng, thì con rồng nó cũng vẫn bình thường, nó cũng không có những cái năng lực đặc biệt của nó. Thì chúng ta cũng thấy con người mà khi mà học hành cũng vậy, học hành mà thật là khó đó, khi một người đạt được đó là người đã cần phải có nhiệt tâm rất là nhiều, cần có tâm huyết rất là nhiều, và cần có thời gian rất là nhiều, và cần có đầu tư trí tuệ, cần phải sát rất là nhiều để có thể đạt được cái lĩnh vực đó. Nhưng mà nếu mà một cái sự học hành mà nó bình thường đó, thì người nào cũng có khả năng để đạt được, dù cho họ có nhiều lưỡi biến họ cũng vẫn đạt được, hoặc là họ có nhiều mặt này mặt kia nhưng mà họ vẫn đạt được. Nhưng mà ở đây phải nói rằng cái sự toàn hảo đó để đạt được một cái sự đạt được mà mọi người thán phục đó, nó phải là có một cái gì để cho mọi người thán phục. Cũng giống như vậy, một cái sự mà tu tập đó, để mà đạt được cái sự đoạn giảm đúng theo cái nghĩa, hoặc là cái sự khởi tâm đúng theo pháp, cái sự đối trị đúng theo pháp, hay là cái sự hướng thượng đúng theo pháp, và cái sự giải thoát hoàn toàn đúng theo pháp mà được Đức Phật thuyết giảng đó, đó là một cái điểm mà cần phải có sự nỗ lực của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Như vậy thì cái bài học hôm nay đó thì con xin trình bày như vậy, chắc chắn cũng thể nào hết cái ý nghĩa, vì những cái pháp này là rất là nhiều, những cái pháp bất thiện như vậy cũng có nhiều cái giai đoạn tu tập để mà đạt được. Những ở đây con sẽ cố gắng trình bày như vậy, và bây giờ thì con nghĩ rằng thời gian còn lại để chư Tôn Đức thảo luận, nên con xin chấm dứt cái buổi buổi trình bày pháp bấy nhiêu là trình bày phần phước phát sanh trên kính dân lên quý ngài chia đến tất cả quý vị. Bây giờ thì con xin tỉnh đừng tội giác đẳng trở lại để điều hòa phần thảo luận, và con xin submit. Sa thủ kính trình trường đạo pháp đăng, bạch trường đạo thừa siêu, trường đạo có mặt ở trước máy không? Nếu trường đạo thừa siêu nghe được kính trình, trường đạo hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thưa đạo thừa siêu, ở trong bài kinh này chúng ta thấy rằng có rất là nhiều đoạn mà Đức Phật ngài dạy chúng ta phát tâm khởi tâm, mà chúng ta thường nói ở bên ngoài là phát bồ đề tâm, hay là chúng ta khởi thiện tâm, hay là cách suy nghĩ từ một cái góc cạnh khác. Của vấn đề xảy ra như vậy mà mình nhìn từ góc cạnh khác á, thì theo thường tọa từ siêu á, thì có những cái cách suy nghĩ này nó có nằm ở trong điều mà chúng ta gọi là như lý tác ích, hay là chánh niệm không, Yonisun Manasikara, hay là chánh tư niệm là một cái khác, và những điều ở đây được Đức Phật đề cập là một điểm khác. Xin kính thỉnh thường tọa từ siêu. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, cái danh từ Yoniso Manasikara khéo tắc ý
nó có nghĩa là cái sự suy tư bằng trí tuệ. Do vậy cái sự suy nghĩ nào mà đem đến cái sự đoạn giãn phiền não thì cái sự suy nghĩ đó là khé tẩy. Cái chi pháp của Yodhiso Prasikara khé tẩy hay là chánh tư niệm là tâm sở trí tuệ. Do đó cách mà Đức Phật dạy là chúng ta phải suy nghĩ để mà đoạn giảm phiền não. Người ấy sát sanh, ta sẽ không sát sanh, bởi vì thấy rõ là người sát sanh là người sẽ bị cái quả. Không tốt đẹp và chịu phần tai hại. Cho nên nhàm chán, mình chán ghét cái sự sát sanh và không sát sanh hay là từ bỏ sát sanh. Như vậy cái đó gọi là khéo tác ý. Gặp hoàn cảnh như thế nào thì tâm bất thiện sinh khởi, phải suy nghĩ như ra sao, suy nghĩ làm sao mà chặn được cái phiền não đó. Thì cái này được gọi là khéo tẩn ý thì chánh tư niệm. Cái danh từ mà Yodhiso Prasikara có ý nghĩa rộng lớn hơn gì. Và nói tóm lại là chúng ta phải suy nghĩ bằng trí tuệ, bằng cách suy nghĩ như thế nào để cho phiền não được giảm trừ. Thì cái đó là ý nghĩa của khéo tác ý. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi số 1 là như vậy. Giờ xin cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Trắng trở lại. Thưa kính thưa thượng tọa thượng sư đệ tĩnh, thượng tọa đề nghị thượng tọa pháp tân ơi, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa pháp tân đang có mặt ở trước máy thì thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 2. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa pháp tân, thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Thượng tọa tề quyền, thượng tọa tề quyền ấy, thì đó có mặt ở trước máy và có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa có nghe được không vậy? Dạ. Thưa Tây Quyền, ngày
Tôn giả Chuyên Đá, Ngài có hỏi Đức Phật một câu hỏi mà chúng ta cũng lưu ý ở đây, đó là Ngài nói rằng cái sự buông xả nó có thể thực hiện từ ban đầu, từ ban đầu của hành trình tu tập hay không. Tại vì đa số chúng ta nghĩ rằng khi nào mình tu đắc đạo chứng quả ở cuối cùng rồi mình mới có thể buông tất cả. Nhưng mà Đức Phật Ngài nêu lên 8 cái giai đoạn của các thiền chứng, thì 8 giai đoạn đó đều nó mang cái tính là buông bỏ. Hãy mình muốn lên một tầng thiền thì phải bỏ cái cũ, nếu giữ cũ thì mình không thể nào là mình đắc chứng được. Như vậy thì cái bài học đó được áp dụng trong đời sống của chúng ta như thế nào? Ví dụ như là có nhiều người nói rằng mình phải đạt đến cứu cánh giải thoát rồi mình mới buông bỏ tất cả. Nhưng mà trong giờ phút hiện tại này mình có thể thực hành hạnh buông xả được hay không? Và nếu được thì Thượng Đạo Quang Hỷ cho một vài ví dụ về cái hạnh buông xả được áp dụng ngay từ bây giờ, ở trong giây phút mà chúng ta còn mới có bắt đầu hành trình tu tập ở cái thỉnh Thượng Đạo Thượng Nguyên. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tôn Giác Đẳng, Tôn Tòa Tháp Đăng, Tôn Tân, Tôn Minh Hạnh, đến Đức Phật Tính, đến Đức Tự Tri cùng Sư Nguyên Thông. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nếu như đứng trong cái nhìn tu tập á, để mà chúng ta có thể buông bỏ, để chúng ta có thể chặn đứng hay là ngăn ngừa những điều ác bất thiện pháp, hay là những chuyện buồn vui, những cái chuyện nó trái ý nghịch lòng ở trong lòng ta, thì đứng trong một quy trình, nếu mà tu tập nó mang tính bài bản và rốt ráo để đạt được cái đặc biệt cái tức là đạt được các thiền chứng hay đạt được đạo quả, thì phải là sự buông bỏ đó là từng bước từng từ và nó tiến trình lên từng từ. Nhưng ngược lại, cái sự buông bỏ thực tế trong cuộc sống và hành trình tu tập đó, là chúng ta phải từ cái việc nhỏ cho tới việc lớn chúng ta phải biết buông bỏ, thì chúng ta mới tiến vào cấp độ cao cả, chứng đắc các tầng thiền hay là chứng đắc các tầng thánh đạo quả. Điều này trên thực tế thôi. Chúng ta bây giờ một người tu tập, cái lòng sân nó nhiều quá, thì phải có cái pháp đối trị, tức dùng từ hay dùng cái lòng từ lòng bi, hay quán cái tánh vô thường của nó và để diệt trừ. Hay là người có cái lòng tham, thì cái thứ vì chúng ta tham dục nhiều quá đó, mà chúng ta không biết bỏ, chúng ta không biết diệt trừ nó, không biết buông bỏ nó, bằng cách tức là quán về bất tịnh, hay quán về tam tướng, quán về cái quế trược vân vân, thì chúng ta ly tham, thì chính là một sự buông bỏ nhẹ, từ cái buông bỏ cấp độ đó đó, nhẹ nhàng từ từ, và nó mới gom về một cái điều tốt. Như chúng ta thấy thí dụ bây giờ như là bỏ coi như là ly tầm ly tứ, bắt đầu bỏ cả xã lệ niệm thanh tịnh, rồi tất cả mọi thứ hết, cuối cùng chúng ta chứng đắc cái tầng thiền. Cái cao vị ấy đặt vào không vô biên, thức vô biên vô sở hữu, cũng bỏ thức vô biên vô sở hữu mới trú vào vô sở hữu, bỏ vô sở hữu trú vào phi tưởng, phi tưởng xứ, rồi mới nhất diệt họ tưởng định. Thì tất cả là một cái quy trình, hay là chúng ta tu tập một cách thành tựu và kết quả đạo quả giải thoát á, thì chúng ta lọt vào dòng thánh, chứng đắc tầng thánh thứ nhất, sơ đạo, nhị đạo, cái sơ quả, nhị quả. Và sơ quả, nhị quả này, chúng ta tu tập tiến cao hơn nữa, thì chúng ta buông bỏ cái sơ quả, sơ đạo, sơ quả này, chúng ta tiến vào nhị đạo, nhị quả. Đấy là một sự tuần tự. Còn ngược lại, chúng ta trong một cái quá trình hành thiện tu tập, một cái chuyện đầu tiên thôi, đó chính là chúng ta xả tài, xả thí, buông bỏ những vật ngoài thân, buông bỏ những cái lời nói mà khó nghe mình nghe, buông bỏ những cái điều mà người ta nói cho mình nghe mà không vừa lòng,
Chẳng hạn giờ khen mình thì mình thích, mà chê mình thì mình giận. Thì chúng ta phải biết buông bỏ khen, cũng đừng có thỏa mãn, đừng có vừa lòng. Hãy buông bỏ xuống, rồi một mai người ta sẽ chê mình, rồi người ta chê mình thì cũng được, không sao. Tại vì lời khen tiếng chê đó là chuyện bình thường mà. Hôm nay người ta chê mình thì ngày mai người ta khen mình, hôm nay người ta khen mình ngày mai người ta chê mình. Vân vân. Thì cái sự buông bỏ đó ở trong cuộc sống, từng bước tu tập như vậy đó. Còn hôm nay mình buông bỏ cái lười nhác của mình, thay vì chẳng hạn giờ mình học, mình hành pháp, mình học pháp, mà thí dụ bây giờ chúng ta ví dụ ước lượng thời gian đi, thì bây giờ mình nghĩ rằng hôm nay mình ngồi thiền nửa tiếng, hôm nay mình học nửa tiếng, hôm nay mình ngồi mình học kinh, học pháp nửa tiếng, thì chúng ta buông bỏ cái nửa tiếng đó để chúng ta tiến bước lên, tiến bậc lên cái 45 phút, một tiếng. Thì cũng vậy, cái hành thiền cũng vậy, cái sự hành trì cũng vậy, mình được rồi mình tiến bước lên, đó là một sự bỏ bực. Chúng ta gọi là bỏ bực lùi, để cho nó lùi lại những cái lười nhác, những cái phóng dật, những cái thất niệm của mình, những cái dễ vui của mình, thì đấy là một cái sự tiến bước. Chứ còn thường thường thì nếu chúng ta không khéo thì chẳng những chúng ta không buông bỏ, mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tu của chúng ta nghĩ à, mình chứng đắc, mình được như cái này, mình được như cái kia là chúng ta chết. Kiến thức là gì? Là những gì mà nó đã đi qua rồi, và nó tụ lại, nó nhớ lại ở trong tưởng, trong tâm tưởng của chúng ta. Chứ nếu như bây giờ mình học cái này, mình cứ ôm giữ hoài cái này thì nó sẽ không có sự tiến bộ. Trong sự tu tập cũng vậy đó quý vị. Cái sự học pháp, cái sự hành pháp á, là chúng ta phải bỏ cái bậc này để tiến lên cái bậc trên, buông bỏ cái bậc thấp này để tiến đến cái bậc cao, và tiến tới cái bậc cao hơn nữa. Chứ không phải mà được một cái bắt đầu ôm gìn giữ, nắm giữ chặt đó là chết rồi. Hay là chúng ta học cũng vậy, chúng ta học được một cái điều này thì chúng ta biết mài dũa, chúng ta biết công phu, chúng ta bỏ ra để luyện tập để cho nó tốt đẹp. Thì cái sự buông bỏ chúng tôi muốn nói đó chính là nó buông bỏ cái gì? Cái yếu kém, cái lười nhác của chính mình ở trong tâm. Và cũng như là sự buông bỏ bằng cái sự chấp hờn, bằng cái sự chấp ngã, bằng cái sự chấp ta. Mà tiến trình tu là phải biết quán về cái gì? Quán về ngũ quẩn. Quán về không phải là ta, là của ta. Chẳng qua đây tức là một sự ngũ quẩn người ta nói chuyện với mình. Ngũ quẩn nam, ngũ quẩn nữ đó. Chứ sự thật ra không có con người A, con người B, con người C đó. Mà chẳng qua là ngũ quẩn nói chuyện với ngũ quẩn. Nghe ra đó thì nó hơi có một cái gì đó gọi là triết lý. Nhưng cái đó là sự thật, bởi vì tất cả chúng ta đều là hội tụ của sắc, thọ, tưởng, hành và thức quẩn. Ai cũng như ai. Chẳng qua, chẳng hạn như sắc nam, sắc nữ, sắc lớn, sắc già, sắc trẻ, sắc bé, vân vân thôi. Chứ sự thật ra là sắc quẩn hết, là ngũ quẩn hết. Thì ở đây chính chúng ta hiểu biết được như vậy. Ngũ quẩn nói chuyện như ngũ quẩn đó là đóng là khối, thì có chuyện gì mà phải buồn, phải giận, phải buông bỏ xuống. Mà chính cái sự buông bỏ không chấp hữu, không chấp ngã, không chấp ngũ quẩn, nó không chấp ta đó, thì nó lại là một sự tiến trình cao cấp và tu tập đến được tốt đẹp. Cái việc mà tu cao đó quý vị, tu mà được tốt đẹp đó, đòi hỏi cái người tu đó phải thể hiện một cái giá trị buông bỏ, một cái giá trị bình thản, một cái giá trị xả tâm ở cấp độ cao cấp chừng nào thì giá trị tu hành nó cao cả chừng đó. Chứ còn nếu như lên hòa thượng, thượng tọa, ni tưởng, ni sư mà hở một cái là sân, hở một cái là giận, hở một cái tức là cảm thấy bị xúc phạm, cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy bị mất mát, cảm thấy bị như thế này thế nọ, thì kính thưa quý vị, thì đó chính là một cái quá trình tu tập của họ hết sức là hạn lượng. Không chừng những cái cao cả đó chính là những nấc thang, đó chính là họ xây một cái lâu đài của chấp ngã càng cao. Cái danh, cái vọng
thì họ nâng cái phẩm người của họ nó cũng cao như thế là không được. Mà càng tu càng lâu thì mọi việc càng đơn giản, mọi việc càng nhẹ nhàng, và mọi việc càng buông bỏ. Chuyện lớn quá thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ cho nó không, không có chuyện gì mà không giải quyết được. Thì người tu hay là cái người mà tu tập mà tiến trình mà lớn lao là người ấy biết sẽ buông bỏ, biết xả bỏ, không có câu thúc, không có gìn giữ ở trong lòng, làm chi để rồi tiếp tục đau khổ ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Thì kính bạch thượng tọa, đứng từ cái nhìn của chính con có đôi điều suy nghĩ như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sắc thượng thượng tọa tuệ quyền, thượng tọa pháp thân, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa pháp thân đang ở trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ. Thưa pháp thân, ở trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng tất cả pháp bất thiện là đều đi xuống, và tất cả pháp thiện đều hướng thượng. Chúng ta có thể giải thích thêm một cái chi tiết là chúng ta cảm nhận như thế nào mà khi mình hành trì thiện pháp mà mình nhận ra cái tính cách hướng thượng của thiện pháp nó khác biệt với tính cách là đi xuống của pháp bất thiện. Điều đó có dễ phân biệt, dễ nhận ra trong đời sống của mình hay không? Kính thưa thượng tọa. Dạ, Nam mô Uttaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, tọa Giác Đẳng, tọa Pháp Đăng, tọa Tề Quyền, tọa Minh Hạnh, tọa Phật Tính, tọa Tri Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thân nữ. Và ở đây đó thì như trong kinh nói rằng pháp thiện tức là hướng thượng, mà pháp bất thiện nó thường hướng hạ. Thì cái điều này đó, nếu như một người có một cái suy xét hay hoặc là cái khéo tác ý đó, thì mình sẽ thấy rõ được ở trong mỗi cái hành động cử chỉ của mình qua thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì như chúng ta là chúng tôi thấy rằng là ở trong một cái con người phàm phu thì nó luôn luôn tiềm ẩn hai cái pháp thiện và bất thiện, luôn luôn tiềm ẩn những điều đó. Thì như chúng ta được biết đó là khi mà căn cảnh gặp nhau thì tự động pháp bất thiện có thể sanh khởi. Và thường thường đó, nếu như một người mà không có quân tu cho chính mình thì thường là gặp cảnh để rồi pháp bất thiện nó dễ dàng sanh khởi. Nhưng mà một người có quân tu cho cái đời sống tu tập của mình thì pháp bất thiện nó cũng có thể hạn chế hoặc là nó khó sanh khởi. Mặc dù là pháp bất thiện thì dễ dàng sanh khởi hơn là pháp thiện. Thì ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi điều gì lỗi lầm bởi lời nói, lời nói của mình, hoặc là lỗi lầm bởi cái hành động của mình, hoặc là một chút nào đó một có về cái suy nghĩ của mình. Thì ví dụ bây giờ mình mở miệng ra mình nói nó nặng nó nhẹ một người nào đó, hoặc là mình mắng chửi thô tháo vân vân, thì nếu một người mà có suy xét có suy xét tức là sau hết một cái cơn nóng giận đó rồi đó, hoặc là một chút thôi, nếu mà họ chực nhận ra ngay cái lúc mà họ đang chửi thì có lẽ là họ đang nóng, đang giận, thì họ có thể là họ tạm dừng lại, họ dừng lại.
Còn nếu như mà sau đó mình suy xét thì mình mới thấy rằng mình mở miệng ra mình nói như vậy thì chắc có lẽ là làm người ta khổ lắm. Nếu như một người không có suy xét thì thôi, cứ nói cho nó vừa cái miệng của mình, vừa cái khẩu nghiệp của mình, vừa cái đả nư của mình, hả giận của mình rồi thôi. Nhưng mà một người có sự suy xét, tức là sau một cái lần mà mình đã buông lời ra, mình nói những cái lời nói người ta gọi là khẩu nghiệp bất thiện đó, thì khi mà mình có suy nghĩ lại những điều đó thì rõ ràng là mình cảm thấy nó là có một chút gì đó ái nái, có một chút gì đó rai rứt. Nếu như mình có sự suy xét, phải chi mình đừng thốt những lời đó ra, phải chi mình đừng có nói những cái lời đó nó ra, thì có lẽ là mình đỡ đi. Điều này đó thì chúng tôi là có nhiều người họ mặc cảm tội lỗi. Mặc cảm tội lỗi là một khi mà họ đã làm một cái điều gì đó mà mình gọi là tày trời á, tức là họ đã từng làm những cái điều ác xấu bởi thân, hành động hoặc cái lời nói, thì bây giờ họ nói là họ tội lỗi nhiều quá, dù có sám hối, dù có ăn năn thì cũng không có thể giờ hết được. Cho nên nó thôi thẳng như vậy đó, là họ cứ đà đó là họ đi theo, tức là pháp bất thiện họ vẫn phải làm và họ nuông chiều theo nó và vẫn phải làm như vậy. Và thật sự ra trước mắt á, là một người mà gây cái pháp bất thiện ấy, thì làm cho trong lòng của mình sinh ra cái sự ái nái, sự rai rứt. Và thật sự ra là một khi mà mình đã có những cái hành động bất thiện, một khi là mình có cái lời nói bất thiện, tức là khẩu nghiệp bất thiện ấy, thì nó làm cho cái nội tâm của mình bị trì trệ lại. Tức là cái sự tinh tấn của mình nó có thể giảm đi. Và nhiều khi đó là mình nghĩ lại những cái lỗi lầm của mình như vậy đó. Có những người thấy cái lỗi lầm của mình mà từ đó họ chuyển quá, có nghĩa là họ ăn năn chuyển quá, thì từ đó về sau họ không dám làm, không dám tái phạm bởi lời nói, bởi hành động. Nhưng mà có người thì do mặc cảm tội lỗi đó, thì họ cứ lao đầu vào trong cái điều do khẩu nghiệp bất thiện của họ hay là thân nghiệp bất thiện của họ đó, cho nên là họ không biết dừng lại và họ không thể dừng lại, người ta quan niệm là như vậy. Cho nên là thật sự ra thì giống như Phật dạy rằng là xa lắm giữa bên này và bên kia của bờ đại dương, thì giữa pháp thiện và pháp bất thiện nó xa lắm. Cho nên nếu như một người mà hướng tâm của pháp bất thiện đó, thì nó là sinh ra cái sự trì trệ ở nội tâm. Và trì trệ như vậy hoài đó, thì cái tâm của mình nó sẽ là hướng hạ. Cho nên đó là nhiều khi đó, quý vị thấy rằng là mình tạo cái nghiệp bất thiện thân khẩu ý rồi đó, thì nếu như mà mình biết sự tỉnh lại đó, mình biết sự tỉnh lại và mình cố gắng để mà mình chuyển hóa bằng cái trước nhất là mình khéo suy xét, là mình khéo tác ý ở trong đời sống của mình, thì mình có thể chuyển hóa từ cái việc mà mình đã làm một cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu ý, bây giờ là mình chuyển hóa lại đó là mình làm cái nghiệp thiện. Còn nếu như một người ngược lại đó, một người mà tạo cái nghiệp thiện thì thật sự ra là trong lòng của họ, trong tâm của họ cảm thấy lúc nào cũng được vui. Và thậm chí mình nhớ đến cái điều thiện của mình làm thì mình càng vui. Và chính cái điều thiện đó, nó giúp cho mình ngăn ngừa những cái pháp bất thiện khác, cái pháp bất thiện khác. Và nhờ vậy đó thì mình có được cái sự tiến bộ ở trong cái đời sống tu tập của mình. Cho nên là khi mà nào mà pháp bất thiện sanh thì dễ dàng nó bị che lấp các cái pháp thiện, làm cho cái pháp bất thiện khó tăng trưởng. Nhưng mà mình có quân tu
mình có tu tập trong mọi cái cử chỉ của mình, tức là lời nói, rồi cái suy nghĩ, tức là ý nghiệp của mình, rồi cái thân nghiệp của mình, trong mỗi cái cử chỉ hành động đó, mình đều có cái sự suy xét trước khi mình làm, mình nói hay là mình suy nghĩ, thì mình có cái sự suy xét như vậy đó, thì có lẽ là mình ngăn chặn được các cái pháp bất thiện ở trong đời sống. Cho nên là ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình có được cái pháp thiện thì chẳng những đời này, như trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng nay vui đời sau vui, mà người làm thiện thì sẽ hai đời vui. Tức là ở trong hiện tại mình được vui, trong tương lai mình cũng được vui. Và cái người mà tạo điệp thiện chưa dứt khỏi luân hồi thì họ cũng tái sanh ở cảnh giới vui, tức là cõi người, cõi trời rồi. Như vậy. Nhưng mà cái người tạo nghiệp bất thiện đó, thì họ có thể sanh vào đọa xứ, tức là cảnh khổ, cảnh giới khổ đang chờ đợi họ. Cho nên giống như là một người mà trong kinh Phật dạy rằng là người làm ác thì nay khổ thì đời sau cũng lại khổ. Đời sau cũng lại khổ. Khổ ở trong hiện tại là họ bị dây rứt, rồi bị dằn vặt lương tâm, thì làm cho họ không thể đường nào mà nhận đúng ra cái nào đúng với sai. Và khi vậy đó thì họ khổ ở trong hiện tại, rồi ở trong tương lai thì họ bị cái quả báo khổ. Thì thật sự ra đó thì mình quân tập cho mình một cái điều thiện thì nó khó, nhưng mà mình buông xuôi cho cái pháp bất thiện thì nó dễ dàng lắm. Nó lôi kéo mình, nó cuốn hút mình, làm cho mình có cái khuynh hướng của pháp bất thiện. Như vậy thì mình tu tập cái pháp thiện ấy, thì mình phải quân tu, mình phải làm hoài điều điều và càng tinh tấn hơn nữa, thì nó làm cho cái đời sống tu tập của mình được tiến bộ. Tiến bộ mình cảm nhận thấy rõ như vậy. Chỉ có một người không có sự suy xét ấy, và không có tin vào ở trong cái lời dạy của Đức Phật đó, và không biết gì hết á, thì rõ ràng là họ không nhận thức ra. Nhưng mà nếu mà một cái người tu mà có lòng tàm, lòng quý và có một cái trí suy xét một chút ấy, thì mình thấy rõ được điều đó, thấy được là cái thiện pháp nó nâng đỡ cho mình, cái đời sống tu tập của mình được phát triển lên thêm. Còn thấy rõ được chính cái pháp bất thiện trì trệ làm cho mình thối thất về tinh thần, thối thất về niềm tin, thối thất về cái sự hiểu biết, hay là thối thất về cái sự tinh tấn của trong đời sống của mình, thì nó nhiều lắm. Chính cái pháp bất thiện nó làm cho mình như vậy. Như vậy thì con nghĩ rằng là ở trong đời sống tu tập hai cái điều này nó rất là rõ rệt. Nếu chúng ta có một chút chiêm nghiệm, suy xét, hay hoặc là khéo tác ý, thì chúng ta sẽ thấy được ngay ở trong cái điều đó. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Thì thượng kính thượng thượng. Sa chú kính thiệp thượng tọa pháp tịch. Thưa quý Phật tử, bài kinh Đạo Giảng này thật ra là một trong những bài kinh mà chứa đựng rất là nhiều những hướng dẫn cụ thể ở trong cách áp dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày. Chúng ta suy nghĩ cách nào để chúng ta có thể an lạc hơn, ít phiền não hơn và tiến bộ hơn ở trong mặt tinh thần. Câu trả lời của Thượng tọa Pháp Tăng đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Gautama. Kính Trương Chư Tăng đã vào rung để thuyết giảng. Đến lễ quý ngài, tân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy Giảng. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn
giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp Sư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sích Hoàng Việt và quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành mà khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền hiền quá ban còn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường thiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân sở tu sa pang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa pang su bang ga lang ga lang ga pa di va ta sa pa ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa pang su bang ga lang ga khan tu sa devata sapa sangha rupa vena so te hon du ye hon ta rang viên công đức đã làm, kiếp kiếp lành giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng viên thành nhân giác. Chúng sinh thoát ly luân hồi khổ.
đồng hiền thành.